Em muốn hỏi anh một tí là trong công việc ấy, anh đã trải qua rất nhiều công việc rồi, nhưng mà anh có một cái biến cố, có trải qua một cái biến cố gì đấy lớn không, hay là nó cũng tương đối gọi là suôn sẻ? Chắc là anh sẽ nói về biến cố đi, để gần như là lúc đấy nó thay đổi cho anh cách anh nhìn nhận về công việc và cuộc sống của mình rất là nhiều. Năm 2020 thì anh có, sau 3 năm anh làm ở Vin thì anh có một trận ốm rất khá là nặng, nó vẫn để lại di chứng đến tận bây giờ, thì thằng anh vẫn phải đi trị liệu. Ngày đấy anh chỉ ước mơ là mình có thể ngồi dậy và mình uống một cốc cà phê, ngồi ở cái quán mình rất là yêu thích, mình ngồi uống một cốc cà phê thảnh thơi của mình từ sáng, trong một buổi sáng mà mình không phải, không bị đau đớn nó như thế này. Thì sau đấy anh quyết định anh nghỉ tập đoàn. Mọi người cũng hỏi, mọi người cũng bảo là tại sao lại nghỉ như thế, đang kiểu ngon lành như thế, rồi là được các anh em bạn bè ở trong đấy là cũng tin tưởng, có thể là con đường của mình cũng khá rộng mở phía trước, là tại sao lại chọn như thế. Rất là may gia đình anh không không ai hỏi câu đấy cả, nhưng mà anh biết đấy là cái điểm dừng của mình, nó cơ thể mình nó lên tiếng, nó báo động và mình phải có một bước lùi thôi, chấp nhận đi. Đấy, cho nên là cuộc đời đâu phải đâu lúc nào nó cũng suôn sẻ, mình lên thẳng tắp một cái đó, đùng một cái có những cái phút giây mà em không biết là nó có thể thay đổi nhận thức. Thì sau thì anh nghỉ gần một năm, sau đấy anh đi lại được thì bắt đầu leo núi, đi thăm thú, những cái thứ mà trước đây là mình chưa có thời gian, mình bỏ ra mấy năm mình đắm chìm vào công việc rồi thì mình là... Ngày xưa anh làm thâu đêm suốt sáng, sáng 7 giờ đi ra khỏi nhà, tối muộn 9, 10 giờ về tắm rửa xong ăn bữa cơm, vợ con ngủ hết rồi, lại làm tiếp, lại ngồi máy tính đến 1, 2 giờ sáng lại làm, không bao giờ có thứ bảy chủ nhật. Nhưng anh rất là respect những cái anh em ở tập đoàn, đặc biệt là những cái bạn làm Vingroup thời đấy với anh học từ mọi người quá nhiều sự kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, tuân thủ deadline. Ở đấy 9 giờ là 9 giờ, không có khái niệm 9 giờ 1 phút, 9 giờ 5 phút, sai là phạt, là tiền, viết thư mà sai là phạt cực kỳ nặng. Em tác tên sai người em cũng bị phạt cực kỳ nặng, tất cả những cái thứ đấy là bằng hình phạt và đánh thẳng vào lương của em. Bọn anh gọi đấy là ăn bim bim. Thế nhưng mà đối với một số người, người ta chán ghét cái đấy vô cùng, nhưng mà đối với anh lại thích ở trong một cái môi trường kỷ luật như thế. Đấy, nhận thức của mỗi người nhìn nó khác nhau. Anh kiếm tiền rất là tốt ở trong giai đoạn đấy, anh không cần phải lo lắng gì, có cái gì thích thì anh mua thôi. Và trong đấy cho anh quá nhiều quan hệ tốt, cho nên tận bây giờ các anh em trong đấy vẫn giúp đỡ anh rất là nhiều, kể cả sau khi mà anh nghỉ ở tập đoàn. Anh cảm ơn mọi người về những cái việc như thế, nhưng mà sức khỏe của anh không cho phép. Anh biết đâu là cái giới hạn của mình. Anh biết là có những cái lúc mình đứng trước sinh tử như thế thì ok, thế nào là giá trị? Mình, cái việc của mình được ngồi uống cà phê thảnh thơi, không đau ốm gì, nó giá trị hơn hay là việc mình được promote rồi mình lên, mình đi nghỉ hết chỗ này chỗ kia, tiền lương nhận đều đều vào tài khoản, không phải lo lắng gì, đánh đổi không? Là một thằng đàn ông thì mình phải đánh đổi chứ. Khi mà em có con em phải đánh đổi chứ. Lúc đấy là anh có đứa thứ hai nữa. Lúc đấy mình suy nghĩ như nào? Quá nhiều thứ để giằng xé. Đàn ông anh em mình nó có nhiều áp lực là vì thế. Đôi khi có những người không bao giờ chia sẻ được với cả người khác cả. Nhưng mà thôi, chấp nhận bỏ qua. Chấp nhận bước tiếp, chấp nhận một bước lùi. Coi như mất hết. Anh coi như là mất hết mà. Nghỉ một năm, không làm gì, nuôi hai đứa con, ăn bòn vào tiền tiết kiệm chỉ để phục hồi, một sự chấp nhận đúng không? Thế nhưng mà cuộc sống mình vẫn là rất là đẹp, cuộc sống mình rất là đẹp, nhiều người quan tâm đến mình vẫn có thể có cái nhận thức, có những cái thứ mình có thời gian mình nằm thì mình nhìn lại bản thân, mình thấy là có những điểm mình rất là sai, mình vẫn luôn có những cái thứ nó sai mà mình không biết, những cái điểm mù của mình không nhìn thấy. Cuối cùng bây giờ mình nhìn thấy ra cái nào là giá trị, ai ở bên cạnh mình lúc đấy, thế về sau mình sẽ đưa ra những cái lựa chọn tốt hơn. Thì đấy, cái sự tốt của cái công việc, như cái câu hỏi của em lúc nãy, em hỏi lúc đấy nó đã thay đổi với anh rồi. Em làm 52 tiếng một tuần, em nhận lương 50 triệu em vui hơn, hay là em làm khoảng tầm 40 tiếng một tuần
Em nhận lương khoảng 20 triệu nó vui hơn. Thế nào là giàu hơn? Thế nào là đủ? Mình biết, phải biết co kéo thôi. Anh biết là với bản thân anh thì anh khó có thể chết đói được. Anh tự tin vào chuyện đấy, nhưng mà anh không tự kiêu, anh tự tin là anh không thể chết đói được. Cho dù anh có nằm một chỗ. Thế nhưng là có những thứ mà anh phải chấp nhận, cắn răng bỏ qua. Anh chấp nhận là có những cái thứ đấy cũng peer pressure chứ. Ai bảo là không bị, ai bảo là không quan tâm đến những cái thứ như là bạn bè mình thì xe cộ, nhà cửa các thứ đàng hoàng rồi, mình thì nằm như thế này. Ngày xưa ra ngoài nói chuyện, đi làm tập đoàn các thứ giọng có gang có thép. Bây giờ ra ngoài nói chuyện với cả người ta như thế nào? Thì đấy, những cái thứ đấy là cái nghệ thuật của việc sửa mình. Đối với anh là trong một cuộc đời của một cái con người muốn tốt lên, ngoài việc tự học ra nó vô cùng quan trọng, còn một cái nữa này, đặc biệt quan trọng, đó là sửa mình nhé. Tự sửa mình, tự soi vào mình để xem là mình đã tốt chưa, mình như thế này là mình như thế nào, cái hành động này của mình làm sao. Luôn luôn phải nhìn sâu vào mình như thế để mình có những cái thay đổi, để mình có nhìn những tiếp cận nó khác đối với người khác, đối với cuộc sống và đối với những cái giá trị của mình. Không phải lúc nào cũng nói hay được, bàn tay mình không thể nào nắm chặt được như này, có lúc mình phải duỗi ra mình mỏi, có những lúc cơ thể mình nó sẽ báo hiệu mình bằng những cái thứ như thế. Tiền to hơn hay là sức khỏe to hơn, gia đình quan trọng hơn hay là công việc quan trọng hơn, hy sinh chết đi vì sự nghiệp hay là thảnh thơi ở ngoài kia mà sống hơi nghèo một tí. Có vừa ngồi sau xe thằng bạn thì trở lên Hà Giang đi phượt, vừa xử lý deadline ở công ty. Anh đã từng có những ngày đấy, chưa bao giờ ngày nào là đi du lịch nó là vui vẻ. Đi du lịch lúc nào mãi cũng kè kè luôn. Làm truyền thông thương hiệu mà có sự vụ gì là mình phải ra mình giải quyết chứ. Đấy. Thì đấy là cái anh mà anh muốn chia sẻ. Cho nên là khi mà anh biết tin Việt Anh có em bé chẳng hạn, thứ nhất là anh mừng cho em. Câu thứ hai anh nói với em luôn là em phải chuẩn bị sức khỏe. Cái đấy là lời khuyên chân thành của anh cho em luôn. Đàn ông mình rất là nhiều áp lực. Em không thể nào em về em bảo là vợ ơi anh buồn lắm này, anh kiểu anh không có tiền rồi, đợt này anh bị áp lực. Có những cái là kể cả bạn đời mình cũng khó chia sẻ cơ. Đôi khi là mình nói chuyện với anh em của mình, có những người anh em tốt ngồi lại và cô nhìn lại đi, dừng lại một tí cũng được, rồi là như thế này như kia, động viên mình để mình đi qua. Những lúc đấy mình buồn lắm, cay đắng đấy, thế nhưng mà vẫn phải vượt qua. Vâng, em nghĩ thế, em nghĩ là nó sẽ luôn luôn là câu chuyện lựa chọn, và lựa chọn nào cũng sẽ có cái giá của nó. Quan trọng là mình khi đã lựa chọn rồi thì mình phải tức là sống đúng với cái lựa chọn đấy, chấp nhận. Em nghĩ vậy, tức là chấp nhận, vì nó không bao giờ có lựa chọn hoàn hảo. Đối với em cũng như vậy thôi. Tất cả những cái hành trình của em hay là cái những thứ em đạt được hoặc những thứ em chưa đạt được, nó đều là những đánh đổi. Và cái quan trọng ở đây là đến thời điểm hiện tại, khi em nhìn lại cuộc đời tôi đã có thể có bước ngoặt ở đây, bước ngoặt ở kia, có rất nhiều bước ngoặt. Nhưng mà cái lựa chọn cuối cùng của tôi khiến cho tôi đang ngồi ở đây, và cái việc tôi đang ngồi ở đây ở thời điểm hiện tại là tôi là việc tôi cảm thấy happy, tôi cảm thấy là nó ok. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ vẫn có thể làm được những thứ khác, để biết đâu đến một ngày nào đó tôi lại quay trở lại với những cái thứ kia bằng một cách nào đấy, mà có thể là giống như kiểu không phải là lúc đấy đường đang rẽ hai hướng, nhưng mà ví dụ mình rẽ ở đây thì mình vẫn có thể đến một thời điểm mình có thể vòng ngược lại cái chỗ kia ấy, và thậm chí là có thể rẽ được ra một chỗ khác nữa. Em luôn luôn tư duy về cuộc sống nó như vậy, nên em nghĩ là nó cũng là một cái tư duy theo kiểu lạc quan, maybe hơi lạc quan quá, nhưng mà em thấy là như vậy thì em sẽ được thoải mái để có thể trải nghiệm và thoải mái để gọi là make mistake, tức là thoải mái để sai lầm. Em nghĩ là chắc chắn là trên đường đi mình sẽ sai. Mình không thể nào mình không thể nào nói rằng là mình luôn đúng, và ngược lại mình cũng không thể nào nói rằng là mình, tức là mình luôn sai, hoặc là mình vì quá sợ sai mà mình không đi ấy. Cái vấn đề duy nhất chỉ là mình không đi thôi. Còn nếu em nghĩ là cứ đi và cứ chấp nhận thì mình sẽ tìm được ra một cái gì đấy nó phù hợp nhất với mình. Chứ chắc cái thứ đấy đó là thứ mà thiên hạ hoặc là những người ngoài kia đang nói, hoặc là mọi người đều đang kiểu có một cái nhìn thế, thì chưa chắc trong trường của mình nó đúng. Vậy thì cách để duy nhất để tìm là chính mình phải đi tìm thôi, chứ mình không thể trông chờ vào ai được.